các bạn, thì Tân Đại Dương với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Singapore. Hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường Đại học James Cook tại Singapore và với chuyên ngành thạc sĩ công nghệ thông tin tại trường. Thì Đại học James Cook được thành lập vào ngày 20 tháng 4 năm 1970 tại Tokyo và đã phát triển thành các trường đại học đặt tại ba thành phố, trong đó có phân viện chính đặt tại các thành phố Tokyo và Kent ở miền Bắc nhiệt đới Queensland và tại Singapore. Trường James Cook là một trong những trường đại học nghiên cứu đẳng cấp cao, tập trung nghiên cứu mạnh về vùng nhiệt đới. Trường James Cook có tên tuổi mang tầm quốc tế, được duy trì và phát triển thông qua việc liên kết với các trường đại học và các viện nghiên cứu trên toàn cầu. Theo bảng xếp hạng của trường đại học thế giới của Đại học Thượng Hải Chiao-Tông, thì trường James Cook được xếp vào danh sách 4% các trường đại học đầu tiên trên thế giới, đặt mục tiêu giúp cho sinh viên tốt nghiệp có tương lai tốt đẹp hơn trên toàn cầu thông qua các sinh viên tốt nghiệp từ trường và các phát kiến mang tính khác biệt. Thì chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin bằng cấp thì được cấp bởi James Cook ở Úc, khai giảng là vào tháng 3, tháng 7 và tháng 10. Chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường thì rất là linh hoạt, cho phép sinh viên lựa chọn những môn học chuyên ngành đáp ứng được mục tiêu nghề nghiệp của họ. Trong một nền kinh tế toàn cầu như là hiện nay thì điều quan trọng là các nhà quản lý có tầm nhìn quốc tế và về kinh doanh và quản lý trong các lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức tiên tiến, sự hiểu biết về kỹ năng phân tích để quản lý trong thế kỷ 21 thông qua việc phát triển kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, phương pháp giảng dạy thực tiễn. Về điều kiện học thì rất là dễ dàng. Điều kiện đầu vào thì đơn giản, thuận tiện, không phải thi tuyển. Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào thì trường có các khóa học đào tạo với các cấp độ khác nhau. Thủ tục visa dễ dàng, không cần chứng minh tài chính, không cần phỏng vấn xin visa. Học thạc sĩ thì không yêu cầu kinh nghiệm việc làm. Hơn nữa thì sinh viên chỉ mất 2 năm để hoàn tất chương trình cử nhân và mất 1 năm để hoàn thành chương trình thạc sĩ. Và mọi thắc mắc về trường cũng như là ngành học thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879, hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.